Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp Trà Vinh phối hợp công ty trách nhiệm hữu hạn Islab là đơn vị tư vấn phối hợp tỉnh Trà Vinh ở hoạt động vận hành vườn ươm doanh nghiệp Trà Vinh vừa tổ chức sự kiện khởi động dự án vườn ươm doanh nghiệp Trà Vinh. Đây là một trong những hoạt động nhằm góp phần thực hiện kế hoạch phát triển đội ngũ doanh nghiệp doanh nhân tỉnh Trà Vinh trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Ở hoạt động lần này nhằm thiết kế cho các chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cán bộ quản lý hợp tác xã, thành viên sáng lập các nhóm khởi nghiệp startup đang trong giai đoạn tìm kiếm phát triển thị trường, tăng doanh thu. Các chủ doanh nghiệp sáng lập viên startup sẽ được cung cấp công cụ giúp phát triển doanh nghiệp, sẽ được kết nối với các mentor giàu kinh nghiệm của chương trình. Xlab có làm cái hoạt động khởi động dự án đầu tiên tại Trà Vinh thì cái tinh thần, cái nhiệt huyết của các anh chị tham gia rất là tuyệt vời. Chúng tôi thì với các cái công cụ của mình, với cái kiến thức và kinh nghiệm mà đã thực hiện các chương trình ở các cái địa bàn khác nhau và các quốc gia khác nhau, thì chúng tôi rất là tin tưởng là với cái nguồn lực như thế này thì hệ sinh thái khởi nghiệp và kinh doanh ở Trà Vinh sẽ có những sự chuyển biến rất là tích cực trong thời gian tới. Chương trình ươm tạo mà Xlab thực hiện ở Việt Nam thì bản chất là một chương trình cộng đồng. Chúng tôi sử dụng các cái công cụ để khơi gợi và kết nối các cái thành tố trong hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh Trà Vinh để tạo ra một cái tác động, mà tạo ra cái sự thay đổi, tạo ra cái sự chuyển biến cho các cái doanh nghiệp ở tỉnh Trà Vinh, với cái mục tiêu là có thêm các cái doanh nghiệp mới được thành lập, có nhiều công ăn việc làm được tạo ra, các doanh nghiệp phát triển bền vững và lớn mạnh và đem lại cái thu nhập cho người dân ở đây, tăng thu nhập và tăng việc làm cho Trà Vinh. Sự kiện lần này nhằm thiết lập nền tảng hợp tác giữa các bên liên quan, gồm các đối tượng khởi nghiệp, các nhà tư vấn và lãnh đạo các doanh nghiệp, đại diện các sở ban ngành trong tỉnh, vườn ươm doanh nghiệp để hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp, với các hoạt động đào tạo các tư vấn, giới thiệu hướng dẫn công cụ của chương trình ươm tạo đến các doanh nhân nhóm khởi nghiệp. Bắt đầu quá trình đào tạo, chuyển giao vận hành, quản lý vườn ươm cho các cán bộ khối công và khối tư. Trong thời gian tới thì Xlab sẽ vận hành các cái hoạt động tại vườn ươm. Các bạn có thể, các anh chị có thể tới cái địa chỉ của vườn ươm nằm trong Đại học Trà Vinh. Tại vườn ươm thì chúng tôi sẽ tổ chức các cái buổi huấn luyện về xây dựng doanh nghiệp. Chúng tôi kết nối các cái doanh nhân và các cái nhóm khởi nghiệp với các mentor của chương trình, kết nối cung cấp các cái thông tin mà các cái doanh nghiệp sẽ cần trong cái quá trình kinh doanh, trong cái quá trình khởi nghiệp. Chúng tôi cũng sẽ kết nối với các cái đơn vị có liên quan để cung cấp các cái hoạt động đào tạo, hỗ trợ, nâng cao năng lực để giúp cho các cái nhóm khởi nghiệp hoặc là các cái chủ doanh nghiệp có tăng cái năng lực của mình để kinh doanh, để phát triển thị trường, để tăng doanh thu. Mục tiêu của chương trình là nhắm tới việc là các nhóm tham gia sẽ có được một cái mô hình bền vững và giúp cho các nhóm có thể phát triển bứt phá, tăng doanh thu và tạo ra các cái việc làm cho xã hội. Các hoạt động ngoài các cái buổi huấn luyện, các cái buổi đào tạo cũng sẽ có những cái buổi kết nối, chia sẻ thông tin, giới thiệu các cái nhà đầu tư, các cái chương trình cụ thể thì sẽ được Xlab công bố trong thời gian tới. Rất là mong các anh chị sẽ theo dõi các cái kênh thông tin và hoặc là trực tiếp liên hệ đến vườn ươm để có được những cái chương trình chi tiết và các anh chị có thể lựa chọn tham gia cái hoạt động phù hợp với doanh nghiệp của mình. Các anh chị cũng có thể đăng ký để tham gia mạng lưới mentor của chương trình để giúp cho các cái doanh nghiệp tại Trà Vinh có thêm cái nguồn lực để phát triển. Từ chủ hoạt động này, hoạt động của vườn ươm doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh chính thức bắt đầu khởi động. Vườn ươm sẽ thực hiện các hoạt động ươm tạo, những ý tưởng dự án khởi nghiệp sẽ dần được thương mại hóa, góp phần quy động sử dụng hiệu quả nguồn lực thông qua việc tham gia vào quá trình ươm tạo tại vườn ươm doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh, tiếp cận được các mentor giàu kinh nghiệm, tiếp cận được nguồn vốn hạt giống hỗ trợ cho các ý tưởng dự án khởi nghiệp, nhận được sự hỗ trợ của các thành tố hệ sinh thái cho các hoạt động khởi nghiệp. Ban chỉ đạo thực hiện đề án hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh yêu cầu các đơn vị liên quan đối với việc vận hành vườn ươm trong thời gian tới. Năm 2021, trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế do ảnh hưởng dịch COVID-19, để tiếp tục duy trì và phát triển ổn định các chỉ tiêu kinh tế của tỉnh trong định hướng phát triển kinh tế xã hội năm 2021, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết tập trung triển khai các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2021.
trong đó đặt mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên so với năm 2020. Một số chỉ tiêu lớn khác như GRDP bình quân đầu người 69 triệu đồng một người trong năm, tổng vốn đầu tư toàn xã hội 30.000 tỷ đồng trở lên, tổng thu ngân sách trên địa bàn 5.300 tỷ đồng trở lên, khai thác tối đa các nguồn lực hỗ trợ để tập trung phát huy thế mạnh từ mô hình vườn ươm doanh nghiệp, phấn đấu phát triển mới 500 doanh nghiệp, trong đó tập trung ưu tiên hỗ trợ các mô hình hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Thưa quý vị, tiếp nhận doanh nghiệp sản xuất than gốc dừa đã hình thành hàng chục năm qua do người cha quá cố để lại. Chị Lê Thị Thanh Thủy đã không ngừng phát huy để cơ sở luôn phát triển, làm giàu cho quê hương và giải quyết công ăn việc làm cho hàng trăm người dân lao động ở địa phương. Mới đây, chị Lê Thị Thanh Thủy lại một lần nữa thành công với lý tưởng sản xuất vòi nút áo bằng chính nguyên liệu gáo dừa, một nguồn nguyên liệu dồi dào của quê hương, tạo thêm công ăn việc làm cho gần 100 lao động nữ và người tàn tật ở Trà Vinh. Hiện nay, bên cạnh việc đốt than gáo dừa cung ứng cho công ty Trà Bắc, doanh nghiệp còn đang chuẩn bị làm hàng phôi nút áo bằng nguyên liệu gáo dừa để cung ứng thị trường xuất khẩu. Với sản phẩm nút áo làm bằng nguyên liệu gáo dừa, vừa mang tính thẩm mỹ độc đáo, lại thân thiện với môi trường, nên sản phẩm rất được thị trường nước ngoài ưa chuộng, nhất là Hàn Quốc. Số lượng hợp đồng đặt sản phẩm ngày càng gia tăng so với trước đây. Trong thời gian vừa qua, thì dự án SME đã hỗ trợ cho doanh nghiệp chúng tôi là một cái nhà xưởng và 61 máy đập nút. Trong đó thì dự án SME là hỗ trợ cho 49%, còn doanh nghiệp là tự bỏ ra là 51%. Dự án của SME thì tạo điều kiện để cho doanh nghiệp phát triển được là như được nhiều cái sản phẩm mới, rồi tạo công ăn việc làm cho người địa phương, với lại là tăng thêm cái nguồn thu nhập cho doanh nghiệp. Làm hàng phôi nút áo bằng gáo dừa rất phù hợp với chị em nữ và cả người khuyết tật. Qua trao đổi với các anh chị em nhân công tham gia làm hàng tại doanh nghiệp chị Thủy, nhân công sẽ có nguồn thu nhập bình quân từ 120.000 đến 300.000 đồng một ngày tùy theo sản lượng sản phẩm làm ra. Dừa hiện nay là một trong những loại cây trồng có sản lượng và diện tích lớn trong cơ cấu nông nghiệp tỉnh Trà Vinh. Từ nguyên liệu dừa đã làm nên những sản phẩm thủ công mỹ nghệ độc đáo, góp phần tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động ở địa phương, mang lại hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp Trà Vinh khi biết khai thác triệt để nguồn nguyên liệu đa dạng từ dừa. Từ một ý tưởng lóe lên trong quá trình sản xuất kinh doanh thực tế, chị Lê Thị Thanh Thủy đã thành công trong kinh doanh khi biến những phụ phẩm từ gáo dừa trở thành những sản phẩm thủ công mỹ nghệ độc đáo, xuất khẩu mang lại nguồn lợi nhuận về kinh tế, làm giàu cho quê hương. Được biết hiện nay, doanh nghiệp chỉ mới sản xuất phôi nút áo để xuất gia công cho một doanh nghiệp xuất khẩu. Qua trao đổi với chúng tôi, chị Thủy chia sẻ về một kế hoạch phát triển kinh doanh mới trong năm 2021 này. Hướng mà sắp tới của doanh nghiệp thì muốn thu nhập thêm những cái công nhân mà nhàn rỗi của địa phương mình nhiều hơn nữa để tạo công ăn việc làm nhiều hơn cho địa phương. Sắp tới doanh nghiệp thì cũng dự án sẽ muốn là cái đầu tư thêm cái ngành nút áo phát triển mạnh hơn cái ngành than, tại vì hiện tại nay là cái ngành than nó cũng khói khắm rồi đó, thì doanh nghiệp nó cũng hạn chế để phát triển thêm cái ngành gáo dừa để mà nó cho ít cái ô nhiễm môi trường hơn. Với sự nhiệt huyết của một nữ doanh nghiệp dám nghĩ dám làm trong thời đại mới, mong muốn phát triển doanh nghiệp, phát triển bền vững, tạo công ăn việc làm cho người lao động ở địa phương, chúng tôi hy vọng những dự án phát triển công ty của chị Thủy sẽ được thành công trong tương lai. Đến đây chúng tôi xin được khép lại chuyên đề kinh tế của Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.